Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Boss Dog. Và hôm nay mình lại gửi tới chia sẻ cùng với cả mọi người là một em, đây không phải mông cọc đâu nhá. Mình đã quen mồm nói là dòng chó mông cọc nhưng nó cũng gần tới mông cọc rồi. Đây là một chú chó Nhật Lai đã phẫu thuật đuôi rồi nhá, màu vàng phá trắng đực và đã được 15 tháng tuổi, rất thích chơi với cả trẻ con. Đấy thì mọi người theo dõi cái video này, có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình, lát nữa mình sẽ để ở phần phía dưới cái số điện thoại đấy, thì mình sẽ báo giá gửi tới mọi người. Như vừa rồi mình đã nói là rất thích chơi với cả trẻ con. Đấy, gia đình nào có nhu cầu mua hoặc là muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua mình. Như anh chủ nhà đây, anh đã giao phó cho mình là chú đang lên và có ai có nhu cầu thì để anh nhượng lại cho. Gia đình cũng nuôi một số con nên là hiện tại đang quá tải, nhưng anh cũng rất thích là quý chó và đã được tiêm 3 mũi vaccine đầy đủ. Đấy. Anh chủ nhà có ý định là muốn giao bán là khoảng tầm 2 triệu đồng. Đấy, trong vòng 100 cây thì sẽ bao ship, còn nó xa hơn nữa thì anh ấy không bao ship nữa. Rồi mình cũng xin chia sẻ luôn là chú chó này là Nhật Lai, bố mẹ rõ ràng. Đấy, rất là đẹp, chạm khoảng tầm 9 cân. Đấy, khoảng tầm 8 đến 9 cân. Đấy, là đực nhé mọi người nhá. Là đực, súng ống và bi biếc là đầy đủ. Mọi người có nhu cầu thì sẽ liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Mình xin nhắc lại số điện thoại 0976 370 396. Đây là một dòng chó đây là dòng chó Nhật Lai chứ không phải dòng chó mông cọc đâu nhá. Nó đã được phẫu thuật đuôi từ nhỏ nên là mọi người mang về nhà nuôi rất là yên tâm, là không có ảnh hưởng gì đâu. Nhật Lai nhá mọi người nhá. Đấy là đực nhá. Gia chủ đang ở Hưng Yên, mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại của mình thì mình sẽ gửi gắm hình ảnh và chi tiết hơn. Và cái giá đấy là anh chủ nhà đang giao bán là 2 triệu đồng. Anh ý đã rất tin tưởng mình và giao phó cho mình đăng lên để giao lưu cùng với cả quý vị khán giả. Quý vị khán giả có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Đấy, kênh của mình thì cũng mới tập làm nên là cũng có những gì chưa được hay thì mọi người comment ở phần bên dưới và chia sẻ cho kênh của mình ngày càng phát triển. Và video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mọi người xem video thì nhớ tặng cho mình một like và đăng ký để nhấn chuông để đón chào những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.